cuối tuần có lẽ là khoảng thời gian mà bất kỳ bạn nhỏ nào cũng thích thú. Bởi đây là thời gian các em được nghỉ ngơi hoặc tham gia các hoạt động vui chơi giải trí. Thế nhưng, nhiều em nhỏ tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định lại có một điểm đến vô cùng đặc biệt. Đó là tham gia sinh hoạt gia đình Phật tử tại chùa. Hoạt động này có thú vị như thế nào và tại sao lại thu hút được các bạn nhỏ? Mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu qua phóng sự sau đây. Đúng 7 rưỡi tối, từng hàng đoàn sinh xếp ngay ngắn, làm nghi thức lễ đoàn của tổ chức gia đình Phật tử. Tất cả đồng thanh niệm Phật, những gương mặt ngây thơ non nớt, nguyện một lòng hướng về Đức Thế Tôn. Cũng giống như các tổ chức khác, gia đình Phật tử có cách chào riêng bằng cách bắt ấn cắt tường, cũng gọi là ấn chánh định. Ấn này có mục đích làm cho lòng mình lắng lại, tăng trưởng các năng lượng an lành. Mỗi lễ nghi phải là tập cho các em nó có một môi trường. Bởi vì cái môi trường đó là môi trường của tín ngưỡng. Cho nên cái đó là cũng cái tạo cho các em đã có cái tiền đề để nó bước vào của tổ chức. Không chỉ sinh hoạt đơn thuần, tại đây các em được học giáo lý nhà Phật và những kiến thức bổ ích trong cuộc sống. Đại Đức Thích Vạn Bảo, chùa Thiên An, thị xã An Nhơn là người đứng lớp chính của buổi học. Không khí lớp sôi nổi, hào hứng nhưng cũng rất nghiêm túc. Những bài giảng đều được thầy soạn trước với nội dung đa dạng, sinh động, hấp dẫn. Tùy theo cái độ tuổi mà mình chia sẻ những cái giáo lý để mà các em có thể nghe, hiểu và ứng dụng được để cho giúp các em hình thành cái tính cách để mà trở thành một người Phật tử sau này. Nó có lợi ích cho cái cuộc sống của các em, cũng như là để mà thể hiện một người Phật tử tốt đời đẹp đạo. Con đã tham gia sinh hoạt lớp học Phật tử được 8 năm. Mỗi khi con tham gia cùng với thầy và các bạn thì con cảm thấy rất vui, tại vì được gặp thầy và được học hỏi từ các anh chị huynh trưởng. Nội dung mà các thành viên áo lam của đơn vị gia đình Phật tử này đều hứng thú chính là hoạt động thanh niên, bao gồm sinh hoạt nhóm, chơi trò chơi cuối buổi. Từ các anh chị huynh trưởng đến các em oanh vũ, ai ai cũng hân hoan. Huynh trưởng quản trò lồng ghép giáo lý Phật giáo thông qua trò chơi rất khéo léo. Khi mà con vui chơi với các bạn anh chị là cảm thấy gắn kết tình vui chơi anh chị và anh em. Cái hướng của tổ chức tạo cho các em có cái lòng thương, có lòng nhẫn ái, làm được những việc thiện, sống hòa hợp với xã hội. Hàng chục năm qua, như bao ngôi chùa khác tại tỉnh Bình Định, chùa Thiên An vẫn liên tục tổ chức sinh hoạt gia đình Phật tử. Đây không chỉ là nơi hun đúc lý tưởng áo lam của rất nhiều huynh trưởng và các em đoàn sinh gia đình Phật tử tại thị xã An Nhơn nói riêng, tỉnh Bình Định nói chung, mà còn là nơi chắp cánh cho các thế hệ trẻ trưởng thành, trở thành người có ích cho xã hội.